em. Xếp cái thằng em vào nhé. Dí xuống tí. Hai em. Phải con thoải mái luôn. Đẹp luôn. Đấy. Đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. Mọi người thấy ản không? Đó là đỉnh cao luôn nha. Đấy. Tí nữa là cầm cái đầu này xoay thôi nhá. Chỉ cần xoay thế này là được nha. Đấy. À quên. Không hất đầu cá luôn này. Úp nó lại. Phải nhấp gỗ lên chưa anh? Rồi. Mình vẫn phải để hưởng một tí để cho cái không khí nó thoát ra được. Ok chưa mọi người? Quá là quá ok nha. Quá nha. Bây giờ vứt đây anh em mình đi săn chuột tí. Đây. Đây. À, bây giờ sẽ cho mọi người xem hiệu quả của chiếc lò của anh em mình nhá. Đấy. Ui da. Ổn áp chưa? Ổn áp chưa? Ổn đấy. Chập tuyệt vời quá. Chín chưa anh nhỉ? Chín rồi đấy. Xoay vắt nữa nhá. Ui, nhưng mà cho nó chín khô tí đi. Nào xoay. Đấy mà lại cho con to vào trong giữa đi, con nhỏ cho ra ngoài. Đấy. Mày lúc nãy mày đổi chỗ làm gì? Tại em tưởng nó nhanh chín quá. Đấy, đưa xem con nhỏ nào. Đây mọi người. Đó. Nhưng mà phải khô một tí nữa mình ngon nhá. Con to này chín rồi. Chín hết rồi, con nào chả chín rồi. Nhưng mà phải cho nó khô khô một tí nữa. Để tao đi về tao lấy tao lấy lon nước này. Đặt đi. Ấy thấy chưa, mọi người thấy than nhé, trong lò giữ được lâu không, còn nướng thêm cũng thoải mái luôn. Nhưng mà cần gì mày phải nhấc lên cầm cái cây mà xoay chủ cắm ấy. Rồi được rồi, kệ nó, mình úp ở trên là nó đấy cả mà, nó đấy cả hai mặt đều ok mà. Úp vào. Đấy. Rồi, mọi người chờ trong giây lát nhá. Mình về đi kiểm tra nước ra. Ôi, chưa chưa rồi anh em mình cũng đói quá rồi, không thể đợi cho nó khô được. Khô nữa là mất ngon, chỉ gọi là mất ngon ấy nhỉ. Cho mình ra cọ cái này đi. À mà cái này mình chỉ ăn cái cọ vỏ đất đấy, cọ vỏ đất đấy. Đấy. Đấy nha mọi người nhá. Khi mà anh em mình nướng cái con cá này nó phải khô cái thịt nó phải như thế này này. Đấy, nó không khô quá nhá. Mình định để khô quá thì nó mất ngon. Thế này đẹp. Đấy, để con này ra thì tuốt nó ra vì không nó sẽ dính cái đất nhá mọi người nhá. Đỉnh luôn. Con. Còn đi. Hai con. Hai em. Chụp. Đẹp tuyệt vời. Mình cảm giác mình thấy mình nướng ngon quá mọi người ạ. Mà nó ngon không thể ngon lắm. Còn kiểu gì phải ngon hơn được nữa. Được. Đó thì là được. Không được gì. Ui cái thịt trên cổ mình ngon thế. Cái dây mà già nó mũm đấy. Cái này là dao. Thấy dao à. Ôi, mày cười tách thịt đấy. Tách được. Tách được. Đấy mày dấn. Đấy kéo con cá đó. Kéo. Đấy. Đấy bỏ cái đoạn đấy ra đấy. Bỏng lắm. Đấy thế. Thế. Ôi chấp nhận là sẽ hỏng lắm một con này thôi. Không phải hỏng mà nát không. Áo nữa. Cái đuối đấy nhỉ. Bỏng. Giống chưa? Tay tao bẩn rồi. Không cần tao làm được luôn rồi. À. Rồi anh em mình sẽ sang chỗ. Kia. Ờ được. Đi. Chỗ đẹp đẹp thì ăn nhé. Đó. Mọi người thấy mát không? Nước
nước suối của anh em mình sạch thế này mà có người bảo là nguồn nước không được trong sạch. Đây. Lại bảo bẩn. Đây. Nhìn này. Thích uống không? Trong còn thấy đáy luôn nhá, nhìn thấy đáy luôn nhá. Anh em mình đi cả châu ra đáy luôn. Thế mà lại bảo là nước bẩn. Nha mọi người thấy ưng ý không? Quá ưng ý nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa nhá. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Với tất cả mọi người nhá. Nướng kiểu này á, được cái này, nó vừa nhanh này, nó giữ nước tốt cho con cá này, và kiểu nó chín đều đấy. Em có lật có một lần đấy. Em phải làm miếng á, làm dài dòng. Ngon đấy. Ngon chưa? Với tất cả mọi người nhá, ăn cá. Cá chê đồng của anh em mình nha. Wow. Thì nó vàng ươm nhỉ? Dạ dạ lắm. Trời, ăn thế ăn thua gì. Ngon lắm. Ăn như thế này này. Mời mọi người miếng cá chê cùng anh em mình nhá. Muốn cạp thêm mấy miếng nữa nhưng mà phải nuốt đấy. Không cạp thêm rồi. Tuyệt vời nhỉ? Từng chi tiết luôn. Đỉnh. Thế nó thơm mà dai không ạ? Ướp nè, ướp nè ngon lắm. Nó ướp không nắng á. Nó tuyệt vời quá. Ấy, quên. Hay. Với tất cả mọi người nhá, anh em mình phải gộp một miếng to. Lấy một phần để làm luật. Rồi thả bá. Anh em mình bắt cá với thả cá ở đây cũng nhiều. Thả cá là những cái hôm ông công ông táo là thả. Còn bắt cá ở đây thì không thể nhớ hết được. Lâu như tuần nào bắt. Khu này là khu tuyệt vời nhất của anh em mình đấy. Hôm nào phải làm quả thử thách 24 giờ sống ở đây. Nhưng mà đêm ở đây nó có một cái hơi khó ở. Mà ở đây có người chết rồi. À đâu? Cách đây 20 mét. 20 mét ở trên khu này. 30 mét. Là có người đã từng ngã ở đây. Nhưng mà trẻ con ở làng mình với lại làng bên hay ra đây tắm lắm. Nó toàn tắm chỗ đấy. Toàn tắm chỗ đấy nhưng không sao. Ở chỗ đấy là có một bà cụ đấy ngã chân xuống. Trượt chân ngã xuống. Khá là lâu rồi. Thế là anh em mình tối mới không dám làm cái gì ghê. Nếu mà cho mình một cái động lực khoảng tầm triệu view cái video này mai anh em mình. Ôi, anh chịu nhưng mà lạ. Hốt à? Em triệu view. Tối em bận ở nhà em cho gà ăn. 2 triệu view. Mình trói này lôi ra đây ở luôn. Không. Đó. Dân sợ ma. Anh sợ mà sợ mà. Sợ gì? Ai là sợ ma nhỉ? Mà mình nói thật một điều nhá, chả ai biết con ma là cái gì mà sao ai cũng sợ ma. Sợ. Hả? Mày biết mày thấy con ma bao giờ chưa? Em nghe kể con ma đâu. Thế mày thấy chưa? Ai kể? Người ngọc ngạn. Người ngọc ngạn. Thế thì thật ra người ta mình thì nói chung là mình cũng thấy nhiều lúc đi qua bãi tham ma buổi tối kia cũng thấy lạnh gáy đấy, nhưng mà mình chưa thấy con ma bao giờ cả. Thế thì bây giờ tại sao lại sợ một cái thứ mà mình chưa thấy bao giờ, vô hình, chưa đấy một bao giờ, mà tại sao nó lại sợ? Vậy môn, đến lúc mà thấy ma hiểu ra quần ngất luôn. Cả đấy à? Mà... À, thật nhiều lúc thì mình cũng thấy sợ sợ thật, nhưng mà nhiều lúc nhá, giả dụ như cái chỗ làng mình có một chỗ có người chết ở đấy, thỉnh thoảng mình đi uống rượu về mình phải đứng lại đấy một lúc để mình xem có con ma nào không, nhưng mà không thấy. Nhưng mà hôm nào không uống rượu phóng nhanh quá lắm, phải đợi cái xe nào đi cùng để đi qua khu đấy. Không đùa được với tâm linh mọi người ạ. Nhiều cái là có thật đấy, nhưng mà mình cũng chưa thấy bao giờ. Chưa thấy ma nhưng mà thấy gọi hồn đấy nhỉ. Mấy cả thấy ma nhập đấy nhỉ. Ma nhập. Mà đang cá chuyện cá mú. Chả liên quan gì đến cái đấy cả. Nào, trở lại cái chủ đề chính đi. Thì nó sơ sớ. Đây nhá mọi người nhá.
khi mà một con cá nướng lên nó ngon ấy, thì mình sẽ cho mọi người xem suốt. Đó, còn món nào không ngon á, gọi là anh em mình sẽ bảo không ngon. Đó, thật, từ ngày trước đến giờ anh em mình làm cái món nào thất bại hay là thành công, thất bại cái cũng không ngon, thì nó không ngon. Không dối lòng mình làm gì cả. Đấy. Đi bắt cá đêm ở ngoài đồng này rất là phê nhá. Ở đồng này còn một chỗ nữa gọi là anh em mình chưa thể khai phá được cái chỗ đấy. Ở đó? Trên Gốc Đa. À. Gốc Đa mà ngày trước mình hay quay đấy. Trên này phải đào cạn cơ. Bên dưới cái gốc nhuối đấy nó có một cái hầm như kiểu như cái kia nhá. Cái đá bên trên đấy có một cái hầm nó sâu vào trong ấy. Khi mà ngày trước người ta cá lũ cá nhiều với nó tập hợp ở đấy rất nhiều. Em này xuống đất ở đây. Không, xong nhá, bắt đầu cái hội đánh kích ấy, còn lôi cả kích điện tử chọc cả vào trong cái hầm đấy. Đấy, mà không bắt được. Đợi khi nào mà nước nó rút với kia anh em mình sẽ tìm ở cách. Ở đây là cảnh như trước mà, làm cái đập này, làm cái ngăn nước này. Thế nên người ta đắp người ta hút gần hết rồi không hút hết được. Xong người ta kích nhiều lắm. Làng dưới này cũng mang kích này, làng mình cũng mang kích này. Mấy làng mang kích đến đây kích thì mất hết cả. Nhiều cá, ngày trước nhiều cá. Chắc tầm độ 2 năm nữa mới nhiều hẳn cơ. Tại vì trong kia là khu du lịch Áo Vua mới cần mình biết nhỉ. Ừ. Nó xả nước từ đây ra, nó cá nó to, càng to, cá to, từ đây nó đi. Ngày trước lũ về á, lũ về, mưa lũ nó về á, cá có những con 8-9 cân lên ruộng á. Nhưng mà cái này không khoái, khoái nhất là lũ về á, chỉ như có những cái mỏm ấy, nó nhô được lên ấy. Chuột nó bơi hết lên đấy, sang rắn lấy cây này, nó bơi, nó trèo lên cây á. Với lại kia để nó tránh nước, tránh lũ á. Cứ lấy cái cây bằng ngón chân cái hoặc là này này. Pụp phát nha, pụp phát, được hàng tải luôn, thích lắm. Nhưng mấy năm nay chưa có trận nào như thế. Với lại chuột anh em mình bắt hơi nhiều. Hai hàng nữa nhỉ. Ừ. Nhiều chuột, giờ này người ta bắt nhiều vãn rồi mọi người. Anh em mình là khai ăn chuột. À, hôm nào sẽ dẫn mọi người đi ở dưới này có một chỗ câu chạch chấu không ạ? Bây giờ thì nó không có những con mưa to đâu. Ấy, mưa xong vẫn ăn nhiều. Ừ. Ngày trước có những con to bằng người này, nhưng mà bây giờ kiểu đánh kích nhiều với lại săn nhiều ấy là không còn nữa. Chạch chấu thì to lắm bằng người. Thật ra là cái mương anh em mình chặn ấy, không ai biết đấy là ở chỗ đấy có cá. Mình thề luôn nhé, không một người nào biết đấy có cá. Tại vì sao? Người ta cứ tưởng mương xây là thẳng với kia ấy, tưởng là không có cá. Nhưng mà cái mương xây á, lần đầu tiên anh em mình phát hiện đấy là người ta đắp nước để người ta xây lại cái mương tít ở dưới ấy. Nhưng xong rồi nó cạn ấy. Xong rồi hôm sau anh em mình đi soi nhá, thì mình biết nó lên, đúng rồi, nó cạn hẳn, nó lên. Hôm đấy được hơn chục con rồi. Lên còn ngày nó nắng nữa, nó khô hẳn, trong đêm nó ra. Hôm đấy là được hơn chục con rồi. Không ai biết cả, sau đến lúc anh em mình chặn là tiếp tục lại chặn lại bắt được cá tiếp. Cứ lâu lại chặn, tại vì cứ mưa trong vài đợt. Cứ nước ở đây là nó chảy xuống đấy mà. Chảy xuống đấy mới tràn qua cái đập tràn nữa. Là những con cá chê nó sẽ ở lại những cái hầm của mương ấy. Cái hầm tại sao có những cái hầm đấy thì phải hỏi các bác xây dựng. Vật liệu nó liếc là ăn bớt hết, nên là có lúc còn đổ cả mương cơ. Xây lại. Nghiêng hết. Nghiêng. Vì sao ở đấy có cá chê đó mình phải gọi là đính chính như thế. Mà lại còn toàn cá chê khủng cơ. Thế không giỏi. Còn những con á. Quá nhiều cái loại băng đời á. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Trong hang hôm qua là hôm trước là anh em mình đợi không đợi hẳn cho nó ra đêm ra ở trong á. Đầy những cái loại băng đời. Quá nhiều luôn. Những loại băng đời rồi nó khát nước rồi. Nó hao nước rồi. Hôm nay anh em mình đắp từ trưa ấy. Cho nó khô mà nó còn nắng ăn tốt. Mình thích ăn nhất là cái đuôi nó ngon nhất. Đây. Nó khô mà nó vàng. Ăn rất là như kiểu ăn vây cá mập. Ngoài từ mình chưa ăn vây cá mập bao giờ. À, không.